Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn gửi các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán về việc thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các đơn vị tích cực tiếp tục nghiên cứu áp dụng chính sách ưu đãi, miễn giảm phí dịch vụ thanh toán, phí dịch vụ trung gian thanh toán hợp lý để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Trong số đó, chính sách ưu đãi ưu tiên áp dụng đối với các giao dịch thanh toán trực tuyến dịch vụ công và khách hàng thuộc nhóm đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội khi mở, sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử để nhận trợ cấp an sinh xã hội.